Tiếp theo là cái combo 87 nha quý vị. Combo này cũng 12 cây 200 bao cái ship luôn ha. Để tôi quay gõ cái cây cho quý vị coi. Tôi rút cái chậu rồi quý vị thấy là cái cây nó khỏe cả nào nha, bộ rễ đó nè. Đặt bầu luôn ha. Bộ đế nó nè. Siêu già luôn nha, cái này là về ép vô chậu nhỏ xíu chơi đó. Nè. Cái này là chủ yếu là văn nghệ thôi nha quý vị. Văn nghệ vui chơi thôi chứ không có cái gì hết trơn. Không có đẹp xấu hay là gì ở đây chứ, chủ yếu là vui thôi. Kênh tôi là cho mấy anh lớn tuổi đồ đó, hoặc mấy em mà mới vô nghề rồi ham mà văn phòng chơi, mua vài ba cây về chơi vài tháng là đem dục nha quý vị. Thì không biết chăm sóc á, vài tháng cái cuối rễ chơi là chết queo chơi, khó mà chăm. Còn anh nào biết chơi thì anh nuôi được, còn mấy em mà không biết chơi, mấy anh đồ, mới vô nghề đó thì khó sống. Chơi là không biết là chừng vài tháng thú rễ chưa. Số 9 là hai cây này, số 10 nè, số 11, số 12. Bây giờ không biết có ép thì về gọt ngang đây, gọt giòn giòn gì nè, đưa vô cái chậu khác. Cát với xe dừa là được rồi, miễn sao tưới nó thoát nước tốt được rồi. Anh nào mà giỏi nữa thì chặt sát vô tới đây luôn. Nói chung là vậy. Rồi xuống luôn ha quý vị. 12 cây anh nào mua chuyển trước chăm nha. Anh nào biết thì chặt vô tới đây luôn nè. Còn không biết thì gọt bự bự ra vậy nè. Đó, vô chậu lớn một chút. Còn biết thì vô chậu nhỏ xíu. Đó. Rồi xuống luôn nha.